Chào mừng các bạn đến với Khéo Tay Hay Làm. Ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn làm đan một cái kiểu khăn nữa. Và tất nhiên là rất ấm và dễ chịu nè. Đan theo họa tiết hình chữ V bằng mũi puff stitch thì mình sẽ dùng 3 cuộn len cho cái khăn này. Khăn này dài khoảng 150-160cm. Tất cả mọi kích thước về đan, kim và thông tin khác sẽ được có ngay sau đây. Và các bạn thân mến của mình ơi, thì ở đây mình sẽ dùng len Creative Melange của loại Chunky của hãng Rico Design, khoảng 50g và 90m, 53% len nguyên chất, 47% polyacrylic, và thông tin ghi là dùng kim 6-7mm. Thì ở đây mình có kim số 6 rồi nè. Mình sẽ gỡ cái nhãn ra đây nha. Thì ở đây là loại len nhiều màu, thì các bạn có thể thấy ở đây mã màu là số 61061. Rồi, ở đây mình sẽ lấy len ra cho giai đoạn đầu. Các bạn có thể thấy là tông màu có vẻ chuyển khác hoàn toàn so với màu thường thấy ở bên ngoài. Thì nó mất màu khá là rõ và chuyển màu khá là nhanh sang màu tím. Và ở đây mình sẽ đan chính xác 26 mũi. Các bạn có thể đan rộng hơn hoặc là hẹp hơn một chút bằng cách thêm 4 mũi hoặc bớt 4 mũi nha. Với mình, như là mình đã nói, mình sẽ đan 26 mũi để hoa văn lặp lại 5 lần cạnh nhau. 1, 2, 3, 4. Ở đây thì mình đã có 26 mũi bính rồi đây. Thì mình sẽ chừa mũi kế bên ra và đi kim vào mũi thứ nhì bên dưới và móc một mũi đơn. Và y hệt bằng những mũi đơn như vậy thì mình sẽ đan ngược về hết sợi dây của mình. Và hàng đầu tiên sẽ được đan hoàn toàn bằng mũi đơn, tức là tạo lỗ, móc dây và kéo dây qua hai lỗ. Sau khi đan thì mình đã có đây một hàng len bằng mũi đơn, tổng cộng là 25 mũi. Và đó cũng chính là độ rộng của chiếc khăn của mình sau này. Tiếp theo thì đến với hàng thứ hai, mình sẽ đan 3 mũi bính ở trên. Xoay lại. Sau đó mình sẽ chừa 1, 2, 3, 3 nút và đi vào mũi đơn thứ tư. Và mình sẽ làm chậm lại một xíu nha, một tí. Đầu tiên là vòng dây qua kim, sau đó đi kim vào lỗ và kéo dây lên. Mình đang có ở đây 3 sợi len trên kim rồi. Vòng dây qua kim một lần nữa, lại đi kim vào lỗ, kéo sợi dây lên, thế là ra được 5 lần. Và lặp lại. Thì tổng cộng trên kim đan mình là có 7 vòng trên kim đan. Và có vẻ là chật rồi thì mình sẽ kéo sợi len qua tất cả 7 lỗ này và móc thêm một mũi nữa. Và đó là một nút đan, là một bông len phồng lên trông như vậy. Thì tiếp theo một hàng 3 mũi bính tiếp tục. Lặp lại y hệt ban nãy và đan vào cùng một lỗ luôn. Từ đó tạo ra một cái hoa văn hình chữ V. 3 5 7. Và kéo len qua tất cả, móc thêm một mũi. Và đó là cách mình đan xong bông thứ hai. Sau đó mình không đan thêm mũi bính nào nữa, bỏ qua 3 mắt làm khoảng cách và đi vào mũi đơn thứ tư một lần nữa như lần trước. Thêm một mũi nữa và thêm tiếp một hàng mũi bính. Hàng mũi bính mình đang giữa những hoa văn bông này, tất nhiên là sẽ là hàng len nền cho cái hàng tiếp theo. Và đó là lý do tại sao ta đang 3 mũi bính sau bông thứ nhất mà không đang sau bông thứ hai. Bỏ tiếp 3 mắt, đang vào mắt thứ tư một bông tiếp tục. Tiếp theo là hàng 3 mũi bính. Lặp lại lần nữa. 5 7. Và đây, 3 bông đầu tiên sẽ trông như thế này đây. Và mình sẽ đan tiếp tục cho tới đầu bên kia luôn nha. Tức là sẽ có thêm 2 bông nữa và sẽ còn lại 4 mắt đan.
Và các bạn có thấy ở đây là mình đã đang xong hai bông nữa rồi nè, thì nó đã chuyển nhẹ sang màu xám như các bạn thấy ở đây. Và như đã nói là mình còn bốn mắt len ở đây nữa, mình sẽ bỏ ba mắt và mắt cuối cùng mình sẽ đan một mũi kép đơn. Vậy đây là hàng đầu tiên của mình đã hoàn thành rồi đây nè. Thì mình sẽ đan tiếp 3 mũi bính lên trên, lật mảnh len lại. Và kể từ chỗ này sẽ là cực kỳ dễ luôn. Thì các bạn chỉ cần móc mũi kim qua khoảng trống nằm giữa hình chữ V và cứ thế tiếp tục đan tiếp như lúc nãy. Sau bông đầu tiên thì tất nhiên sẽ là hàng mũi bính. Và tới bông thứ 2, bông thứ hai móc vào đây ở chỗ trống chữ V thứ hai, không cần đếm số mắt chừa ra hay gì nữa, bởi vì nó đã tự tạo khoảng cách trước rồi nha mấy bạn. Và rồi mình sẽ cứ đan tiếp cho tiếp tục khi nó thành hoa văn hết thì thôi. Rồi, hàng thứ hai của mình đã đan xong rồi đây, thì mình kết thúc cũng bằng một mũi kép đơn. Và mũi kép đơn này cũng được móc qua khoảng trống chỗ này ngay mũi bính. Và mình sẽ đan thành dạng hình tròn và nó cũng sẽ bo tròn các góc. Ở đây các cạnh ngoài sẽ được đan bằng mũi bính nha mấy bạn. Mỗi lần bắt đầu một hàng đan thì chúng ta sẽ đều đan một mũi bính. Và ở cuối hàng đan đều có một mũi kép đơn. Và sau đây là 3 mũi bính. Lật lại lần nữa. Và cứ tiếp tục móc len qua khoảng trống giữa hai bông chữ V. Và mình sẽ tiếp tục lặp lại cái cách đan hoa văn này. Và các bạn ơi, mình đã đan khăn này được 3 cuộn len rồi đấy. Thì các bạn có thể thấy là chiếc khăn này chạy rất là nhiều màu sắc. Nhìn bên ngoài rất rất là đẹp luôn nè. Và mình đã đan được tới đây rồi. Ở đây là hoa văn, còn đây là dây len còn lại của mình. Vẫn còn lại một tí thì mình đan hàng len kết khăn ở trên đây luôn, để làm chiếc khăn chắc chắn hơn và giống họa tiết này ở phần đầu nữa. Đầu tiên thì mình sẽ móc mũi kép đơn trước nha. Rồi một hàng mũi bính. Rồi lật lại. Ở đây mình sẽ đan một hàng mũi đơn. Cứ đan xuống mỗi mắt đan ở hàng dưới và đan một mũi đơn như thế. Ở chỗ mắt len nhỏ nhỏ ngay đây thì mình cũng sẽ đan vào. Và cứ như vậy đan tiếp xuống cuối hàng. Ở đây chỗ khoảng trống mũi bính nhỏ ở đây thì mình đã đan thêm được một mũi đơn nữa và mình sẽ kéo len ra. Các bạn có thể thấy ở đây là mình không còn nhiều len nữa, thì rút lại thật chặt một lần nữa nè. Thì thế là chiếc khăn của mình đã đan hoàn chỉnh rồi. Thì mình đo sơ là chiếc khăn khoảng 160cm. Các bạn có thể thấy ở đây là mình đan chiếc khăn này cũng khá là rộng và bự. Nhưng các bạn có thể thấy là đan thêm 4 mắt nữa thì sẽ có thêm một cái hoa văn. Và ở độ dài này thì sẽ tốn nhiều hơn 3 cuộn len một chút. Thì tùy vào các bạn muốn cái khăn của mình trông như thế nào. Rồi, và đây mình sẽ cho các bạn xem qua lần nữa. Thêm vô đây. Thì hình dạng hoa văn giống như là những trái tim nhỏ nhỏ chồng lên nhau vậy đó. Thì sợi len thừa lúc mà chuyển giữa những cuộn len thì chắc chắn là mình sẽ cắt đi rồi nè. Giống như ở đây đi. Ở đây chẳng hạn. Đây. Thì lát nữa mình sẽ tỉa cắt nó bớt đi. Và đó là toàn bộ chiếc khăn hoàn chỉnh của mình. Mình rất vui với các bạn đã coi kênh Khéo Tay Hay Làm ngày hôm nay. Mong là các bạn thích video của mình. Nếu các bạn muốn coi những sản phẩm khác nữa thì hãy bấm theo dõi kênh của mình nha. Hãy like video này và chia sẻ cho bạn bè cùng coi chung nữa nhé. Đừng quên ghé thăm kênh của mình ở dưới phần mô tả video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau.